Món này ăn y chang như Hoành Thánh luôn, có điều là nó đóng hộp giống như mì gói á. Mình tiếp tục cái chuỗi series quay ăn ở trong cửa hàng tiện lợi nè. Vì mình cũng muốn chia sẻ một cái nét văn hóa rất là đặc biệt này ở Nhật. Mục tiêu cũng sẽ là ngon, bổ rẻ, cho nên mình chỉ cầm có 500 yên là khoảng 80 xiên tiền Việt thôi. Và 500 yên thì tính ra khoảng nửa tiếng đi làm thêm ở bên đây nè. Ở Nhật thì mọi người thường gọi là đi baito, có nghĩa là đi làm thêm đó, mình cũng có đi làm nha. Bây giờ mình ra tính tiền có điều lố 16 yên nha, tổng là 516 yên. Để xem là mình đã mua được những món gì. Đầu tiên sẽ là hộp cơm bento, hộp sữa với lại hộp hoành thánh gói. Trong lúc chờ hoành thánh chín thì mình sẽ ăn cơm trước. Mà khoan nha, để làm mềm môi với lại miếng sữa cái đã. Mình chọn sữa chua cho nên uống chua chua ngọt ngọt đã lắm. Công nhận cái cục cơm làm to dữ chợ. Nó giống như cơm nấm vậy đó, nhưng mà ở bên trong nó có vị mặn mặn thơm thơm, kẹp thêm miếng rong biển nữa. Lý do mà mình chọn cái hộp này là tại vì nó rẻ với lại có cơm. Tầm cái trời thu lạnh lạnh là phải ăn miếng cơm vô bụng cho nó chắc. Dạng cơm hộp bento cho nên mỗi món nó có chút chút à. Giống như cái miếng mình đang nhai trong miệng nó là gà có chút ép à. Nhưng mà tính ra nhiều cơm nha, tới hai cục lận đó. Để giờ mình sẽ xử tới cái món hoành thánh đóng hộp này mới được. Thật ra thì mình cũng không biết chính xác cái tên của cái món này là cái gì. Chỉ là vô tình tình cờ một lần đó ăn thử rồi khoái tới giờ luôn. Mà cái lý do đơn giản để mình yêu thích cái món này là nó ăn y chang cái món hoành thánh nước của Việt Nam mình. Ăn khá là ngon mà cũng khá là thơm nữa. Quan trọng nhất là nó đóng hộp, ăn nhanh gọn lẹ vậy. Đó đó, với tầm 80 xiền thì mình mua được phần cơm, một hộp hoành thánh với lại một hộp sữa. Ăn uống một cử như vậy là cũng đầy đủ lắm rồi. Tới clip sau mình sẽ quay ăn toàn bánh ngọt ở trong cửa hàng tiện lợi luôn.